Chào bạn, có phải rằng bạn đang quan tâm về cách làm sao đó để mình có thể kiếm được thêm thu nhập vào thời gian rảnh rỗi? Có phải là bạn đang mong muốn học được cách làm sao đó để mình có thể dùng chiếc điện thoại di động của mình để mình có thể kiếm được thêm thu nhập? Có phải là bạn mong muốn học cách làm sao có thể kiếm được tiền online bền vững và uy tín? Và xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Tùng Sơn đây. Và trong video này thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn từng bước một về kiếm tiền trên điện thoại. Và đây là cách kiếm tiền online mới nhất trong năm 2019. Và hãy cùng tôi theo dõi hết video này nha các bạn. Và đây là một video mà sẽ đầy đủ nhất, chi tiết nhất về từng bước một về cách kiếm tiền online trên điện thoại smartphone và giúp cho bạn có thể gia tăng được thêm thu nhập của mình mỗi tháng từ 3 triệu tới 5 triệu hoặc là hơn thế nữa rất là nhiều lần. Và bạn hãy cùng xem hết cái video này để được Sơn PS sẽ hướng dẫn cho bạn tất cả những cái điều mà bí mật trong suốt nhiều năm vừa qua mà tôi đã làm được thành công và tạo ra được kết quả bất ngờ như thế nào. Ok, và trong video này thì tôi sẽ muốn chia sẻ với các bạn về cái bí mật trong một thế giới ngầm, về những cái cách kiếm tiền online và sẽ giúp cho bạn nhanh chóng đạt được cái thu nhập cao dựa vào cái thời gian nhàn rỗi nhất mà ai cũng có thể bắt đầu. Và hôm nay thì tôi cũng sẽ chia sẻ cho các bạn chính xác tuyệt chiêu mà trong suốt hơn 3 năm vừa qua tôi đã tạo ra được những cái nguồn thu nhập đều đặn. Nào, thì bạn có mong muốn học được những điều tuyệt vời này từ Sơn PS không nào các bạn? Đây chính xác là những cái điều vô cùng tuyệt vời mà các bạn sẽ chưa bao giờ được nghe Sơn hướng dẫn một cách chia sẻ một cách chi tiết đầy đủ như vậy được. Ok. Và bạn có mong muốn mình học hỏi từ những cái điều tuyệt vời này trong 20 phút sắp tới không? Và trong 20 phút sắp tới sẽ là rất là chi tiết để hướng dẫn cho bạn từng bước một. Và các bạn mong muốn được rằng là mình có thể kiếm được thêm từ 3 triệu tới 5 triệu một tháng hoặc là từ 5 triệu cho tới 10 triệu hay là 20 triệu một tháng thì đây là một video chi tiết nhất hướng dẫn cho bạn từng bước một để bạn có thể bắt đầu được với nó. Ok chưa nào? Và bạn đã sẵn sàng chưa? Thì trong video này rất là quan trọng đây. Bạn hãy tìm ra một cái chỗ ngồi giúp cho bạn tập trung. Hãy thoát khỏi tất cả những cái điều gì đó để khiến cho bạn bị làm phiền hoặc là bạn bị mất cái sự tập trung đi. Và ngay bây giờ bạn hãy tìm cho mình một cái chỗ ngồi thật là tốt đi nào. Và tôi sẽ đợi bạn một vài giây để bạn làm cái điều này. Hãy tìm cho mình một cái vị trí ngồi thật là tốt để mình có thể tập trung được để nghe được cái video bài giảng này của tôi. Và 3 giây, 2 giây, 1 giây. Ok, và tôi sẽ dạy bạn chính xác những cái điều mà tôi đã thành công. Chứ không phải là những cái điều mà tôi học mà có hay là những cái điều mà kiến thức giấy vở bên ngoài kia, mà đây thực sự là những cái điều mà nó rất là thực tế và sẽ giúp cho bạn có được công thức và một cái góc nhìn rõ ràng hơn về cách mà mình có thể kiếm được tiền online tại nhà, cách làm sao đó để mình có thể sử dụng chiếc điện thoại smartphone của mình kiếm tiền vào thời gian nhàn rỗi nhất, cách làm sao đó để chúng ta có thể ngồi tại nhà kiếm được tiền trên mạng, không? Và đây chính xác là những video đầy đủ và nó sẽ có bao gồm tất cả những cái câu hỏi, những câu trả lời để giải đáp cho bạn những cái thắc mắc ở trong đây. Đấy, và trước khi mà tôi nói về cái video này thì tôi sẽ có khoảng 1-2 phút để tôi giới thiệu về bản thân. Và tôi là tên đầy đủ là Nguyễn Tùng Sơn và tôi là một nhà cố vấn về chiến lược và là một người làm về Internet Marketing. Và trong nhiều năm vừa qua thì tôi đã giúp cho rất là nhiều những doanh nghiệp, những chủ doanh nghiệp, những người khởi nghiệp, những người và làm về hệ thống kinh doanh để giúp cho họ có được thêm nhiều khách hàng hơn, họ có được thêm nhiều doanh số hơn, đột phá hơn về doanh thu, tạo được nhiều nguồn lợi nhuận. Và đây là những cái điều mà tôi đã giúp được cho rất là nhiều những doanh nghiệp bên ngoài kia. Và bên cạnh đó thì tôi cũng là một người làm về lĩnh vực về marketing, là hay người ta còn gọi là Internet Marketer hoặc là Affiliate Marketing. Thì đây là những cái điều mà tôi đã chia sẻ rất là nhiều ở trên kênh YouTube Sơn PS của tôi trong thời gian vừa qua. Đây, và đây là một vài những cái hình ảnh mà tôi đã từng đi đào tạo cho hàng trăm người, hàng ngàn người ở bên ngoài kia những điều về kinh doanh, về marketing, về bán hàng, về xây dựng hệ thống thu nhập, về làm sao đó để có gia tăng được doanh số, gia tăng được số lượng khách hàng tiềm năng lên, làm sao đó để có thể là bán được nhiều hàng hơn, làm sao đó có thể tuyển dụng được nhiều người hơn vào trong đội nhóm của họ. Rất là nhiều những điều tuyệt vời mà tôi cũng rất là mong muốn được rằng một ngày nào đó chúng ta có cái cơ hội để chúng ta gặp nhau ở bên ngoài kia. Là bạn có muốn tham dự một trong những cái chương trình học tập mà gặp mặt trực tiếp cùng với tôi ở bên ngoài kia như vậy không nào? Để rất là tuyệt vời các bạn. Đây thì đây là một vài những cái hình ảnh tiếp nữa mà tôi đã từng đi đào tạo những người chủ doanh nghiệp, những người bạn mà kinh doanh về bán hàng online.
Đó. Rất là nhiều hình ảnh các bạn. Đây là một trong những cái sự kiện mà tôi dạy về Internet Marketing, về xây dựng hệ thống kinh doanh tạo thu nhập thụ động ở trên Internet. Rất là nhiều các bạn. Đó, thì đó là một vài đôi chút về bản thân tôi để chúng ta có thể hiểu được nhau rõ ràng hơn. Thì trước giờ chưa bao giờ có một cái cơ hội nào mà tôi chia sẻ và giới thiệu chi tiết hơn về bản thân mình như vậy. Và nếu như bạn có thể là tìm hiểu tôi và follow tôi ở trên kênh Facebook, đó là Nguyễn Tùng Sơn, đây là Facebook cá nhân của tôi, hoặc là trên fanpage cũng tên là Nguyễn Tùng Sơn nha các bạn. Thì bạn có thể theo dõi tôi ở chế độ xem trước để mình có thể là tham khảo những cái hình thức kiếm tiền, hoặc là về affiliate marketing, hoặc là những cách làm sao đó để có thể là marketing hiệu quả, làm sao có thể bán được nhiều hàng hơn nếu như bạn đang là người làm về kinh doanh. Và đây cũng là kênh YouTube của tôi. Thì hiện tại tới thời điểm hiện tại mà tôi đang quay video này thì kênh YouTube đang có khoảng là 88.531 nghìn người theo dõi. Đấy, thì những cái lượt theo dõi của tôi từ trên Facebook cá nhân hay là từ trên kênh YouTube thì đều do tự tôi xây dựng ra mà có, chứ không phải là do mình phải đi hack hoặc là mình tạo ra con số ảo để tạo sự uy tín, mà cái này là đều do những người khác bấm vào để theo dõi mình và dựa vào những cái điều vô cùng giá trị. Mà các bạn để ý ở đây, kênh YouTube của tôi á, thì đều chia sẻ làm về vlog, đó là mình hiện mặt ra, mình nói chuyện và mình trao giá trị, mình giúp đỡ người khác, đúng không? Và kênh YouTube thì tôi chuyên chia sẻ về những hình thức về kiếm tiền trên online, kiếm tiền bằng điện thoại smartphone, kiếm tiền bằng Clickbank, kiếm tiền với affiliate marketing, giúp cho bạn tạo được cái thu nhập cao hơn. Đó, thì trong cái video này đó thì tôi cũng chia sẻ với các bạn thêm từng bước một để các bạn có thể bắt đầu với hình thức kiếm tiền với điện thoại di động smartphone trong năm 2019 này. Đó, và tới điểm hiện tại là thì kênh YouTube của tôi cũng đã có trên 5 triệu lượt xem. Có trên 5 triệu lượt xem, bạn sẽ thấy cái kênh YouTube của tôi nó khác hoàn toàn so với những người khác đang làm. Đó là có thể là họ sẽ lên nhanh bởi vì họ đang làm về những chủ đề về hài, chủ đề về giải trí, chủ đề về ca nhạc. Tuy nhiên là chủ đề của tôi nói về chủ đề đó là về kinh doanh, về kiếm tiền, về xây dựng hệ thống thì rất là ít người đang làm về chủ đề này tại Việt Nam mà có được lượng theo dõi cao được như vậy. Đó, bạn cũng có thể tìm kiếm ở trên Internet và bạn cũng có thể nhìn thấy được cái điều này. Đấy, và bây giờ nó là một vài những cái câu hỏi dành cho những người mới để bạn có thể bắt đầu thành công với khi mà mình có thể bắt đầu làm trên kiếm tiền trên điện thoại smartphone, để bạn có thể giải đáp được tất cả mọi cái lĩnh vực, tất cả những cái câu hỏi thắc mắc từ trước đến giờ. Thì cái câu hỏi đầu tiên đó là kiếm tiền điện thoại là gì? Đó, thì trước giờ chúng ta không có thể biết được rằng là kiếm tiền mà mình cũng có thể là dùng ngay chiếc điện thoại smartphone của mình và mình có thể kiếm được tiền ngay tại đó, đúng không nào? Và cách đây khoảng 3 năm các bạn, hơn 3 năm gì đó, thì tôi cũng giống như các bạn và tôi chưa hề biết được rằng không biết là trên online mình có được kiếm được tiền hay không, hoặc là mình có thể là ngồi ngay tại nhà sử dụng bằng chiếc điện thoại của mình mà mình có thể tạo được thêm cái nguồn thu nhập cho mình hay không. Thì lúc đó tôi rất là thắc mắc, và lúc đó tôi bắt đầu tôi lên trên YouTube, tôi search cái từ khóa là kiếm tiền online tại nhà, hoặc là kiếm tiền trên mạng, hoặc là cách kiếm tiền online hiệu quả. Thì tôi bắt đầu tìm ra những cái từ khóa như vậy, và sau đó thì tôi tìm ra được là mình hoàn toàn có thể sử dụng bằng chiếc điện thoại smartphone của mình và mình có thể kiếm được tiền từ nó. Thế lúc đó tôi mới tìm hiểu sâu về cái kiếm tiền trên điện thoại. Những cái thời điểm lúc đó tôi tìm hiểu á thì lúc đó rất là ít thông tin và không có quá nhiều người chia sẻ về cái này. Và lúc đó thì tôi cũng có phải đi tìm hiểu những cái thông tin từ nước ngoài, không, và tôi tổng hợp lại rất là nhiều. Sau đó thì tôi đưa về Việt Nam và tôi làm thử những cái chiến dịch đó tại Việt Nam. Và dần dần á thì có hai loại. Một là kiếm được tiền thực sự, rút được tiền thực sự về tài khoản của mình. Đó, mình sử dụng cái tiền đó để mình tiêu xài được, tiêu dùng được. Nhưng cái dạng số 2 là mình làm mãi làm hoài nhưng mình không có nhận được tiền, thì người ta gọi là scam, bị lừa đảo và không có được trả tiền. Và sau đó thì tôi tổng hợp lại tất cả những hình thức nào có thể kiếm được tiền đó, và với cái tinh thần là luôn luôn là tôi rất là thích giúp đỡ người khác, rất là thích cho đi, rất là thích là mong muốn giúp cho người khác làm được những điều giống như tôi đang làm. Nên có nhiều người nghĩ rằng ô, nếu mà kiếm được tiền ngon như vậy thì tại sao lại cần phải chia sẻ làm gì? Nhưng các bạn sai rồi các bạn. Bởi vì sao? Khi mà tôi biết được rằng là một cái từ đó là những cái người thực sự thành công thì họ rất là thích giúp đỡ người khác và họ mong muốn được rằng tạo ra một nhóm người thành công giống như họ, chứ không có phải là họ thành công sau đó thì họ đi một mình. Các bạn biết không?
họ rất là muốn giúp đỡ người khác làm được những điều giống như họ, chẳng qua là bạn không biết được những người thực sự thành công mà thôi. Không, nên những người này họ rất là thích giúp đỡ. Và tôi biết được một cái điều, đó là cái sự thành công của bạn, số tài chính, số tiền mà bạn kiếm được, nó sẽ tỷ lệ thuận với số người mà bạn giúp đỡ. Và có thêm một câu nói nữa mà tôi đã từng đọc sách mà ra, đó là nếu như bạn muốn đạt được mục tiêu của bạn thì hãy giúp cho người khác đạt được mục tiêu của họ, thì bạn cũng sẽ đồng nghĩa bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình mà thôi. Đấy, nên từ trước giờ thì tôi luôn luôn là tôi nghĩ rằng à, thế bây giờ tôi làm như vậy tôi có giúp được cho ai không. Nên lúc đó thì tôi cũng bắt đầu tôi tổng hợp lại những video đầu tiên, sau đó tôi quay lên kênh YouTube, tôi chia sẻ trên YouTube, thì bắt đầu cũng có một vài chục lượt xem, một vài trăm lượt xem, một vài nghìn lượt xem, và có những video thậm chí nó lên tới gần 1 triệu lượt xem các bạn, về những cái chủ đề mà tôi kiếm tiền trên điện thoại. Và bạn hoàn toàn có thể tìm cái chủ đề với cái từ khóa đó là Sơn PS kiếm tiền online, thì bạn cũng sẽ tìm thấy rất là nhiều những cái video mà tôi chia sẻ về những hình thức kiếm tiền online, kiếm tiền trên mạng, không, kiếm tiền bằng hình thức affiliate. Đó, hay là bạn cũng có thể tìm cái từ khóa là Sơn PS kiếm tiền điện thoại. Và các bạn sẽ cũng sẽ bất ngờ một cái điều, đó là thực sự nếu như mà nói ra về chủ đề về kiếm tiền bằng điện thoại thì bây giờ các bạn nó thấy sẽ rất là nhiều đang người đang làm, đúng không nào? Nhưng thực sự những cái video của tôi là những cái bước đi đầu tiên, và sau đó thì có rất là nhiều bạn lúc đó học hỏi và cũng làm theo được giống như vậy. Thì thực sự tôi rất là vui, đáng mừng, rất vô cùng happy, làm sao đó các bạn không biết như thế nào đâu. Nhưng mà khi mà mình giúp đỡ được nhiều người khác, họ làm được thành công, họ cũng kiếm được vài chục triệu, thực sự nha các bạn, vài chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu một tháng. Ngay lúc buổi chiều nay, khi mà ngày hôm nay tôi đang quay video này các bạn, thì tôi vô tình tôi tìm ra được một cái người bạn. Đó, người bạn này thì sinh năm 2000 thôi các bạn. Sinh năm 2000 thôi mà cùng quê với tôi tại Thái Bình, Hưng Hà, Thái Bình luôn. Quá tuyệt vời luôn. Thì bạn này á, sinh năm 2000 mà các bạn biết không, thu nhập hàng tháng của bạn ấy cũng sấp xỉ khoảng 50, 70, thậm chí hàng trăm triệu một tháng các bạn. Dĩ nhiên khi mình đang làm kinh doanh online thì thu nhập nó sẽ không có đều, có tháng này, có tháng kia các bạn. Nhưng ở đâu đó trung bình một tháng khoảng 70 triệu. Bạn nghĩ mà xem, một người bạn nó mới sinh năm 2000 thôi mà có khoảng thu nhập khoảng 70 triệu một tháng, mà ở vùng quê thôi, ở tỉnh thôi, mà thu nhập như vậy thì có tuyệt vời không các bạn? Quá tuyệt vời đi, đúng không? Mà không phải là tôi chỉ giúp được một hai người làm được điều đó, mà nếu như bây giờ chỉ cần search từ khóa là kiếm tiền bằng điện thoại thôi, thì đó thì cũng rất là nhiều người đang làm chủ đề này rồi. Nhưng nó cách đây khoảng 3-4 năm thì không ai làm hết, đúng không? Và tôi là một trong những người mà tiên phong đi ra và hướng dẫn cho nhiều người khác làm được điều này. Nên bạn ấy hoàn toàn yên tâm, bởi vì kiếm tiền trên điện thoại là hoàn toàn có thật. Bên cạnh đó thì tôi cũng có chia sẻ thời gian gần đây, đó là về kiếm tiền trên Clickbank. Thì bạn cũng có thể search cái từ khóa là Sơn PS Clickbank, hoặc là Clickbank Sơn PS, thì nó sẽ ra rất là nhiều những cái video, rất là nhiều những cái chủ đề tôi đang chia sẻ về kiếm tiền affiliate, đúng không, bằng hình thức Clickbank. Và bạn hoàn toàn được kiếm được 500 đô, 1.000 đô, thậm chí hơn thế nữa rất là nhiều, 2.000 đô, 5.000 đô một tháng thu nhập. Đó, một tháng thu nhập, bây giờ nói bằng tiền Việt cho nó dễ, 200 đô tới 500 đô là khoảng 5 triệu cho tới 10 triệu. Còn nếu như bây giờ 1.000 tới 2.000 đô là đô đó bạn đã kiếm được khoảng là 20 triệu tới 40 triệu một tháng nữa các bạn. Và những cái hình thức này thì tôi đã chia sẻ cho rất nhiều người bạn, họ làm được ra được cái kết quả thực sự và chia sẻ ở trên group á. Nếu như bạn đã có quan tâm tham gia vào trong group mà tôi chia sẻ về hình thức kiếm tiền, có thể bấm vào đường link phía bên dưới á, thì tôi có để lại cái đường link nhá. Rồi, thì bây giờ lại quay lại ở đây. Thì kiếm tiền trên điện thoại thì tôi cũng giải thích cho bạn một phần như vậy. Đó là rồi cái qua cái câu số 2 ở đây. Thì đó là liệu rằng đó là có thực sự có kiếm tiền được hay không? Có thực sự kiếm tiền được hay không thì bạn hãy yên tâm về điều này, bởi vì trên kênh YouTube của tôi á đã có rất là nhiều những cái chia sẻ về hình thức kiếm tiền. Không, và đối với tôi tiêu chí là cái nào phải thực sự có được kết quả thì tôi mới làm. Đó, bởi vậy nên những hình thức nào kiếm được tiền thì tôi cũng đã test rất là nhiều rồi, tôi đã thử nghiệm rất là nhiều rồi, tôi đã trải qua và tôi rút được tiền về rồi, xem mới được hay không thì tôi mới chia sẻ nó lên. Còn nếu như mà cái nào mà không được thì có thể tôi đã xóa nó đi được các bạn. Không, và những cái hình thức này thì đã có ít nhất từ 4 tới 5 năm về trước rồi, và bây giờ thì ngày càng phổ biến. Nên nó bởi vậy bạn hãy tham khảo thêm những cái video ở trên kênh YouTube của tôi đó, là kênh Sơn PS, thì các bạn cũng có thể tìm kiếm thêm những cái video chủ đề này. Và trong thời gian tới thì tôi sẽ dành ra nhiều thời gian hơn để tôi quay ra những cái video về hướng dẫn cách kiếm tiền online dành cho các bạn nhá. Thì nếu như bạn quan tâm và các bạn đang xem video tới đây rồi thì các bạn có thể comment để tôi biết được rằng các bạn đang xem video tới đây nhá. Hãy comment là tôi muốn chẳng hạn, các bạn hãy comment là tôi muốn để tôi biết các bạn đang xem video tới đây.
đó là thì thời gian tới á, thì tôi sẽ quay ra những cái video về hướng dẫn kiếm tiền trên online, kiếm tiền trên điện thoại, kiếm tiền bằng Clickbank đó. Nếu như bạn muốn á, thì hãy comment xuống là tôi muốn nha, để tôi biết bạn đang coi video tới đây thôi, chứ các bạn comment thì tôi cũng chẳng được tiền gì đâu. Ok chưa nào? Rồi, tiếp theo nữa này, và ở đây câu hỏi số 3 là tiền thì kiếm được từ đâu, và cái case study á, rất là dễ hiểu nhất mà bạn có thể biết được rằng nó là một cái app, đó là gọi là app Momo đúng không nào? Chỉ cần nó giới thiệu một người thôi, chia sẻ cho một người cài đặt cái app Momo này á, thì các bạn đã có được 100.000, chia sẻ cho 10 người các bạn có 1 triệu, chia sẻ cho 100 người các bạn có 10 triệu, chia sẻ cho 1.000 người các bạn có 100 triệu đúng không nào? Dĩ nhiên rằng đó là bạn kiếm được bao nhiêu tiền thì nó sẽ phụ thuộc vào cái level của bạn, cái trình độ của bạn, cái khả năng của bạn đúng không, cái kỹ năng của bạn như thế nào không. Nên bây giờ là chúng ta khoan nói cái việc là chia sẻ nó như thế nào không, tìm những cái người mà người ta nhập cái mã của mình để làm sao không, thì bây giờ là chúng ta hãy cứ biết được rằng đó là cái case study dễ dàng hiểu nhất, cái câu chuyện dễ dàng hiểu nhất đó là về app Momo. Hay bên ngoài kia có rất là nhiều nhiều cái ứng dụng đúng không nào, ví dụ là bây giờ chúng ta chia sẻ đường link liên kết, thì kể cả cái người mà được giới thiệu và cái người đi giới thiệu thì họ cũng đều có lợi ích, và cái lợi ích ở đây thì có thể quy ra thành tiền, thành thẻ cào, thành cái ưu đãi tương đương tiền đúng không nào. Ví dụ là bây giờ tôi chia sẻ cho các bạn nó cài đặt cái app Grab đi, để các bạn nó đi xe, thì các bạn được thì tôi được một cái lượt đi xe miễn phí, các bạn cũng sẽ được một cái ưu đãi giảm giá đó tương đương đó. Nên cái này nó quá phổ biến và thông dụng rồi, nó quá phổ biến và thông dụng rồi, và nó có rất là lâu rồi các bạn, và bởi vậy nên ở đây là chúng ta hoàn toàn có thể kiếm được tiền từ nó. Và giả sử đi, bây giờ chúng ta có gom lại khoảng 10 cái app hay là 10 cái hình thức kiếm tiền giống như vậy, mỗi hình thức giúp cho bạn nó kiếm khoảng là 500.000 một tháng, mà bây giờ bạn có 10 hình thức đi thì bạn cũng kiếm được khoảng 5 triệu một tháng đúng không? Ok chưa? Rồi, thì sơ lược cho các bạn nắm được qua như vậy nhá. Rồi, thì bây giờ cái câu hỏi số 2 ở đây đó là chúng ta có cần phải đầu tư vốn hay không? Thì có cần phải đầu tư vốn hay không ở đây? Đó, thì tôi mới trả lời cho các bạn một cái câu trả lời, đó là hoàn toàn không cần phải đầu tư tiền. Và chi phí các bạn bỏ ra nó có thể là công sức và thời gian của bạn. Và đây cũng có thể gọi là một hình thức, đó gọi là tiếp thị liên kết, hay còn gọi là affiliate marketing. Được chưa? Đó, bạn nó hoàn toàn có thể chia sẻ cái mà bạn biết cho người khác, và cái người được chia sẻ và cái người đi chia sẻ thì họ đều có được cái thu nhập giống như nhau. Được chưa? Đó thì nó còn gọi là tiếp thị liên kết affiliate marketing. Nên khi mà bạn theo dõi những video thêm của tôi ở trên internet á, thì bạn cũng sẽ tìm được những cái điều này nhá. Rồi. Vậy cái câu hỏi số 5 ở đây là nó có kiếm được nhiều tiền hay không? Kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng? Thì bây giờ cái câu trả lời đây này, nếu như bạn là một người mới gọi là newbie á, thì bạn sẽ kiếm được khoảng 3 tới 5 triệu một tháng. Thì đây là điều hoàn toàn có thể làm được, ngay cả khi bạn không có giỏi về máy tính, ngay cả khi bạn là bà mẹ bỉm sữa, ngay cả khi bạn là dân văn phòng, ngay cả khi bạn là sinh viên đó, bạn mới tập làm với cái này thôi đúng không? Thì bạn vẫn có thể có được cái cơ hội bạn kiếm được khoảng 3 cho tới 5 triệu một tháng đều đặn, và dường như ai cũng có cơ hội nha. Và cũng sẽ có rất là nhiều những cái dự án, rất là nhiều những cái cơ hội mà nó có rất là lâu rồi. Ví dụ là cái app Momo đây, nó có cách đây khoảng 3 năm rồi. Họ thì luôn luôn họ truyền thông rằng là đây là cái tháng cuối cùng, đây là cái thời điểm cuối cùng để các bạn nhận được cái cơ hội chia sẻ để nhận được tiền này. Nhưng mà tôi thấy tới thời điểm hiện tại thì vẫn còn cái chương trình này giới thiệu để nhận được tiền, đúng không nào? Đó, hay là nếu như bây giờ bạn là một người có một chút kinh nghiệm rồi thì bạn hoàn toàn có thể kiếm được khoảng 5 cho tới 20 triệu một tháng. Đây là điều mà đạt được nha các bạn. Và lúc tôi mới làm các bạn, lúc tôi mới làm thì tôi bắt đầu tôi kiếm được khoảng thu nhập khoảng 500 đô tới 1.000 đô, là khoảng 10 triệu tới 20 triệu một tháng rồi. Lúc đó thì tôi làm khoảng tháng đầu tiên thì lúc đó tôi đã bắt đầu được thu nhập như vậy. Nhưng khi mà các bạn lên được level cao hơn, đây tôi gọi là trình độ master đi, thì bạn hoàn toàn tạo được thu nhập là 20 triệu, 50 triệu, thậm chí hàng trăm triệu một tháng thu nhập bằng cái hình thức kiếm tiền online trên điện thoại này nha, nếu như bạn thực sự nghiêm túc với nó. Nên tôi rất là chúc mừng các bạn nếu như bạn vẫn còn coi video tới thời điểm hiện tại. Và thường gần đây tôi sẽ không có làm những video ngắn khoảng 2 phút, 3 phút nữa, mà tôi hướng tới những video mà nó có dài hơn để chia sẻ cho các bạn và cung cấp cho bạn đầy đủ cái thông tin. Nó sẽ rất là lọc cái người nghe không, bởi vì sẽ không phải là ai cũng sẽ có dành thời gian và bỏ ra khoảng 20 phút, 30 phút để ngồi nghe một cái video. Nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin và hướng tới cái nhóm người thực sự nghiêm túc không, và muốn trở thành một cái nhóm là master và chuyển đổi qua level đỉnh cao đây, thì bạn có thể kiếm được 20 triệu, 50 triệu, thậm chí hàng trăm triệu một tháng. Và thực sự tôi đã giúp được cho rất nhiều người làm được con số này. Thì bạn có muốn trở thành người tiếp theo nào? Và bạn coi video tới đây rồi đừng quên bấm một nút like video nhé các bạn. Đó, và
có thể comment phía bên dưới rằng là cảm ơn Sơn được không nào. Nếu như bạn nó cảm thấy video này có ý nghĩa, bạn có thể comment phía bên dưới cảm ơn Sơn được không đó. Và thực sự khi mà mỗi lần bạn cảm ơn thì tôi cũng biết được rằng bạn là ai và bạn đang coi video tới đây rồi đó. Thì thực sự đó là cái đo lường thôi để tôi biết được rằng bạn có quan tâm về những chủ đề tôi đang chia sẻ hay không đó. Và tôi rất là hướng tới những nhóm người mong muốn có được thu nhập cao như vậy và làm một cách nghiêm túc, làm một cách chuyên nghiệp và thực sự là mình tập trung thời gian vào nó để mình làm xây dựng ra. Và bạn muốn được rằng mình có thể tận dụng cái thời gian nhàn rỗi của mình, thời gian ban đầu là các bạn học tập trước, sau đó các bạn nó làm thì bạn có được thu nhập 20 triệu, 50 triệu, thậm chí hàng trăm triệu một tháng nào đó. Nếu muốn cái điều này bạn hãy comment phía bên dưới á, là tôi rất muốn, được chưa? Tôi rất muốn điều đó, tôi rất là muốn kiếm được số tiền bao nhiêu đó, bạn hãy comment phía bên dưới nha, được chưa? Rồi thì bây giờ này, cái số điều số 7 đây á, là cái cách kiếm tiền từng bước một. Thì video này thì tôi sẽ không có chia sẻ cụ thể cho các bạn đó là kiếm tiền bằng cái hình thức nào, được chưa nào? Kiếm tiền bằng hình thức nào, hoặc là bằng cái app điện thoại nào, hoặc là bằng cái kênh nào đó. Video này thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn tổng quan từng bước một để các bạn hình dung được trước. Sau đó là trong tuần tới, đầu tuần tới thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn hàng loạt những cái hình thức kiếm tiền online bằng điện thoại smartphone, được chưa nào? Thì lúc này bạn có một cái bức tranh tổng thể rồi và bạn có thể bắt đầu nó dễ dàng hơn. Bạn cứ hình dung mỗi một cái chương trình kiếm tiền như vậy, bạn kiếm được khoảng 500.000 một tháng thì bạn có khoảng 10 chương trình. 10 chương trình là bạn đã kiếm được khoảng 5 triệu một tháng thu nhập rồi. Đó là dành cho những người mới bắt đầu đó các bạn. Rồi, thì cái bước số 1 ở đây. Bước số 1 ở đây, đó là bạn hãy đăng ký một cái tài khoản theo một cái link giới thiệu ở đó. Ở đây là bước số 1 đấy các bạn. Tôi ghi nhầm một chút. Thì bước số 1 thì bạn cần phải đăng ký một cái tài khoản. Hãy nhớ là mình cần phải đăng ký qua một cái link giới thiệu. Thì khi mà bạn đăng ký qua link giới thiệu, tại sao lại như vậy? Thứ nhất đó, là khi mà bạn đăng ký qua một cái link giới thiệu thì bạn sẽ có được những ưu đãi, hoặc là bạn sẽ nhận được cái thưởng thêm của nó. Còn nếu như bạn không đăng ký bởi vì bạn không thích hay là bạn như thế nào đó không, thì bạn chắc chắn các bạn sẽ không được nhận được cái điều gì hết. Giống như ví dụ là bây giờ tôi nói với người bạn của tôi, bạn tôi tên là Trọng nhá, một người em rất là tuyệt vời. Thì tôi nói với Trọng, Trọng ơi, em có cái đường link tiếp thị liên kết không, em gửi cho anh đi để đăng ký nó. Thì đây, ngay cả khi bạn không phải là người giới thiệu cho tôi, nhưng mà tôi luôn luôn tôi biết được rằng bạn ấy đang chơi cái đó đó. Thì bây giờ tôi bảo bạn ấy cho tôi đường link tiếp thị liên kết, thì bởi vì tôi tự đăng ký thì tôi cũng chẳng được cái gì thêm, mà khi mà tôi đăng ký của link của bạn đó thì bạn ấy sẽ được thêm cái phần thưởng đó. Thì giúp đỡ nhau, cùng nhau đi lên thôi, không? Và khi mà bạn đã nhập cái đường link của một người khác giới thiệu cho bạn đó, thì lúc đó bạn cũng đang là người giúp đỡ người khác nữa, để họ có thể là phát triển thêm cái kênh. Ví dụ như bây giờ khi mà tôi đưa ra những đường link tiếp thị liên kết, thì khi mà bạn nhấp vào á, thì bạn cũng được thưởng, tôi cũng được thưởng thêm, và tôi cũng sẽ có cái phần thưởng để tôi duy trì, tôi phát triển cái kênh YouTube của tôi. Nào, bạn hình thấy không, kênh YouTube của tôi hiện tại thì tôi không có bật kiếm tiền, được chưa? Rồi, thì cái bước tiếp theo đây là cách kiếm tiền như thế nào. Cách kiếm tiền đây là bạn hoàn toàn những cái app đây thì nó sẽ làm theo là làm nhiệm vụ mỗi ngày này, mình có thể đọc báo, xem video, chơi game, thì đây là cái mà dễ làm được. Tuy nhiên là khi mà dễ thì chắc chắn nó thu nhập sẽ rất ít. Không, cái cách số 2 thì lúc này nó khó hơn một chút, nhưng mà thu nhập cao. Và nhưng khi mà thu nhập cao thì bạn hoàn toàn có thể học được nha. Tức là mình chia sẻ cái liên kết giới thiệu này cho người khác. Thì bạn hình dung như vậy này, để chia sẻ cho 10 người nó khó không ạ? Rất đơn giản. Trong một cái phạm vi những cái người bạn của bạn thì đâu đó bạn đã có trên 10 người rồi, đúng không nào? Trên 10 người rồi, để chúng ta có thể giới thiệu được cái đường link tiếp thị liên kết của mình cho những người bạn của bạn. Rất là tuyệt vời, đúng không nào? Rồi. Hay là lớn hơn nữa là trên Facebook của bạn có vài trăm người, hay là trên Zalo, hay là bạn đã chịu khó làm một kênh YouTube đi, thì cũng sẽ rất là nhiều người theo dõi bạn, đúng không nào? Thì khi mà bạn chia sẻ cái liên kết này á, chia sẻ liên kết giới thiệu này thì nó khó làm một chút, nhưng thu nhập sẽ rất là cao và nó sẽ đạt được tới cái level mà tôi đã chia sẻ ở trên này này. Đó là bạn hoàn toàn có thể tạo được thu nhập từ 5 tới 20 triệu, hoặc là bạn có thể tạo được thu nhập 20 triệu tới hàng trăm triệu một tháng. Đó, thì đây là những cái level cao hơn rồi. Còn nếu như bạn đó chỉ chia sẻ cho một nhóm người bạn bè của bạn thôi, thì bạn sẽ kiếm được khoảng 3-5 triệu một tháng, được chưa? Đó, thì nó dễ hiểu là như vậy nhá. Rồi, xong đó bước tiếp theo, bước cuối cùng đó là chúng ta có thể rút được tiền về. Thì nó sẽ chia ra, ví dụ một là chúng ta có thể rút bằng tiền mặt về ngân hàng, và thứ hai là chúng ta có thể là từ cái app này là chúng ta có thể đổi thẻ cào, chúng ta có thể bán cái thẻ cào này lấy tiền mặt đem về tài khoản. Đó, thì sau này khi mà mỗi một cái video tiếp theo tôi chia sẻ cho các bạn á, thì tôi cũng có những cái hướng dẫn chi tiết hơn
để chúng ta có thể biết được cái cách làm, cách kiếm tiền làm sao, cách làm sao để có thể nhận được tiền, thì tôi sẽ chia sẻ rất là chi tiết. Và mong rằng các bạn sẽ đón chờ những video tiếp theo của tôi. Và nếu như bạn thấy những video thực sự giá trị, có ý nghĩa thì đừng quên bấm một nút like ủng hộ kênh YouTube của tôi, không hãy chia sẻ nó lên trên Facebook để cho nhiều người khác có thể biết được tới kênh YouTube tuyệt vời này, để họ cũng có thể học được những cách kiếm tiền online trên điện thoại smartphone giống như bạn nha. Và bên cạnh đó, nếu như bạn đang mong muốn học được thêm những cái hình thức kiếm tiền khác thì cũng có thể là vào trên kênh YouTube của tôi, để vào cái mục video này này đó, để tôi chỉ cho các bạn nhé. Các bạn có thể vào cái mục video này để bạn có thể tìm được những hình thức kiếm tiền này, hoặc là cái cách dễ dàng nhất á, để các bạn có thể là tìm hiểu được á, thì hãy vào cái phần danh sách phát ở đây. Bởi vì tôi sẽ chia thành những cái module, trong những cái module này thì bạn nó sẽ dễ dàng các bạn tìm hiểu được những cái cách làm sao đó có thể tạo được cái thu nhập cho mình, được chưa? Rồi, hoặc là bạn cũng để sơ tìm từ khóa là kiếm tiền điện thoại Sơn PS, hoặc là từ khóa là Clickbank Sơn PS, cũng sẽ ra rất là nhiều những cái video hữu ích theo từng chủ đề một. Ok, rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video tới đây, và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.